Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiện vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tìm ra 5 ngày vàng hốt bạc trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Đón vận may cực lớn, trúng lớn cực đậm, trở mình giàu sang phú quý. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, lại nói trên đời này, cái giới hạn lớn nhất ngăn cản chúng ta bước vào con đường mới thường là chính bản thân mình. Tôi không đủ giỏi, tôi không có tài năng, tôi không quá may mắn. Những dòng suy nghĩ đó luôn quẩn quanh khiến Ất Tỵ dậm chân tại chỗ, vì cái nơi tại chỗ đấy khá là an toàn, khá là quen thuộc. Tuy nghèo, tuy không phải là cuộc đời mà Ất Tỵ muốn sống, nhưng cho bản thân Ất Tỵ được lười biếng, được nhàn tản trong một phạm vi nhất định và cứ mãi dậm chân tại chỗ. Người sống trên đời không ai sinh ra đã bẩm sinh tài giỏi, muốn giỏi luôn phải trải qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Khi Ất Tỵ không giàu sẵn, khi Ất Tỵ không có tài năng, khi Ất Tỵ không có quá nhiều hậu thuẫn từ gia đình, thì thứ duy nhất Ất Tỵ có thể dựa vào chỉ là sự chăm chỉ của bản thân. Thứ có thể giúp Ất Tỵ phân hóa đi vào tầng lớp cao trong xã hội sẽ là nghị lực, là sự chăm chỉ, là sự cần cù, dám nghĩ, dám làm, dám mơ, dám ước. Ất Tỵ có thể thắng cũng có thể thua, có thể thành có thể bại. Mọi trải nghiệm tồn tại trên đời đều có lý do tồn tại của nó, để trui rèn, để luyện tâm, để đúc tài năng, để gọt giũa vỏ ngoài của viên ngọc thô nào đó. Chỉ cần Ất Tỵ không dậm chân tại chỗ trong cái đoạn này thế là đủ. Theo Tử Vi 2024, bước vào tháng 10 âm lịch cũng sẽ là lúc đại vận âm đến cái vận của Ất Tỵ, sẽ có quý nhân nâng đỡ, sao tốt phù trợ, lộc về dồn dập. Cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng với những cống hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Người sinh 1965 tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh phúc đăng quả trong ngũ hành, tức là lửa ngọn đèn. Những người mang mệnh quả này luôn tỏa sáng và tạo ra năng lượng ấm áp, rực rỡ trong cuộc sống của mình. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, vạn vật đều hình thành từ năm nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự hài hòa giữa các nguyên tố này không chỉ giúp điều hòa công việc, sức khỏe, mà còn hỗ trợ sự thăng tiến trong tình duyên và cuộc sống. Trong mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ hành, quả được sinh ra từ mộc và nuôi dưỡng thổ, tạo nên sự tuần hoàn năng lượng bền vững. Vì thế, người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nên chọn những màu sắc phong thủy mang tính mộc như xanh lục hoặc các màu thuộc tính quả như đỏ, hồng, tím, để kích thích tài vận may mắn. Đặc biệt, màu xanh lục sẽ giúp mệnh quả của họ phát triển mạnh mẽ, mở rộng sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, cần tránh xa các màu thuộc mệnh thủy như xanh lam và đen, vì thủy khắc quả dễ gây cản trở cho năng lượng tự nhiên của bản mệnh, làm giảm sự thuận lợi trong mọi việc. Về tình duyên và quan hệ xã hội, tuổi Ất Tỵ hợp với các tuổi Sửu và tuổi Dậu là những người có sự tương trợ và gắn bó lâu dài, tạo nên những mối quan hệ vững chắc. Nếu là vợ chồng sẽ hạnh phúc, còn đối tác sẽ cùng nhau phát triển bền vững. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần thận trọng khi tiếp xúc với tuổi Dần, tuổi Thân và Hợi, vì đây là những tuổi tứ hành xung.
sự bất đồng quan điểm giữa họ thường khó giải quyết, dễ dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn kéo dài nếu không có sự cảm thông và chia sẻ. Trong phong thủy và cuộc sống hàng ngày, việc hiểu rõ mối quan hệ tương sinh, tương khắc sẽ giúp người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 tận dụng tối đa vận mệnh của mình, từ đó mang lại cuộc sống hạnh phúc, thành công và bình an. Để kích hoạt tài lộc và mang lại may mắn cho người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ và cải biến vận mệnh. Theo quan niệm phong thủy, không chỉ vận mệnh mà cả phong thủy cũng có tác động lớn đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Người tuổi Ất Tỵ được bảo hộ bởi Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát, vì Phật mang trí tuệ, kiên nhẫn và sức mạnh giúp vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những ai đang thi cử, khởi nghiệp hay gặp thử thách, khi cầu nguyện trước Ngài sẽ nhận được sự che chở và dẫn lối. Ngoài ra, đá quý phong thủy cũng là một phần không thể thiếu giúp người tuổi Ất Tỵ tăng cường tài vận và may mắn. Các loại đá như mã não đỏ, thạch anh tím, thạch anh hồng và thạch anh xanh không chỉ mang năng lượng tích cực mà còn hỗ trợ trong việc giữ bình an, tạo ra cơ hội và thịnh vượng cho chủ nhân. Ví dụ, mã não đỏ được coi là bùa hộ mệnh trừ tà, giúp người đeo tĩnh tâm và có giấc ngủ ngon. Thạch anh tím giúp gia tăng sự linh hoạt trong giao tiếp và mang lại may mắn trong các mối quan hệ. Trong khi thạch anh xanh Advent được biết đến như viên đá tài lộc, giúp biến những ước nguyện về công danh tài chính thành hiện thực. Ngoài trang sức, phong thủy, các linh vật và vật phẩm như Phật tổ Như Lai, Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, cốc tài lộc, quả cầu phong thủy hay tháp giăng xương cũng rất phù hợp để thu hút tài lộc và mang lại bình an cho người tuổi Ất Tỵ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là các vật phẩm phong thủy cần được làm từ đá quý tự nhiên để đảm bảo mang năng lượng linh khí của đất trời, giúp chủ nhân hấp thụ được vận may và thịnh vượng từ vũ trụ. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của tuổi Ất Tỵ gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Đây không phải là tháng mà bạn có thể hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, bởi tâm trí dường như luôn hướng về những thú vui ngoài lề. Sự hấp dẫn của những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi xa hay chỉ đơn giản là một cuộc vui đột xuất lại khiến bạn dễ dàng sao nhãng, bỏ bê trách nhiệm việc chính. Việc bắt tay vào làm một dự án từ đầu đến cuối hoàn thiện một cách chỉnh chu không phải là mục tiêu chính của bạn trong thời điểm này. Chính vì vậy sự nghiệp của bạn trở nên bất ổn, dễ dàng thay đổi hoặc bạn có thể cảm thấy chán nản với ngành nghề hiện tại, muốn tìm đến những lĩnh vực mới mẻ hơn. Xu hướng tự do và khám phá bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhiều người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm thấy mong muốn thay đổi công việc, tìm kiếm những lựa chọn tự do hơn như làm việc bán thời gian, làm việc tự do hay thậm chí tự khởi nghiệp. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt rằng những công việc gò bó, khuôn khổ, truyền thống không còn phù hợp với mình. Thay vào đó, bạn muốn tự tay tạo dựng những dự án cá nhân, khám phá tiềm năng bản thân trong môi trường linh hoạt và sáng tạo hơn. Tuy nhiên, mặt tài chính lại không mấy suôn sẻ, ảnh hưởng của đại hao khiến tiền bạc dễ dàng bay hơi với hàng loạt lý do, có thể là vì những sự kiện gia đình như cưới hỏi, ma chay, sinh nhật hay những tình huống bất ngờ khác. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ mất tiền oan do tin tưởng người khác quá mức hoặc thiếu hiểu biết trong các quyết định tài chính quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn cần tỉnh táo cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rút hầu bao hay đưa ra các quyết định lớn về tiền bạc. Trong bối cảnh này, sự chậm rãi, thận trọng chính là chìa khóa giúp bạn duy trì sự bình an trong tâm hồn thay vì sống vội vàng, gấp gáp như trước. Bạn nên học cách sống chậm lại để có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, đồng thời tránh được những sai lầm không đáng có. Việc điều chỉnh lối sống tìm đến những thú vui nhẹ nhàng, thanh tịnh cũng sẽ giúp bạn cảm nhận sự an lành trong thời điểm đầy biến động này. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, thời điểm này, bạn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, công việc trở nên khó khăn hơn. Khi bạn phải tự mình đảm đương mọi việc, ít có sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn có thể cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong những lúc cần nhất. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác, bạn nên chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào những lời hứa hẹn, vì chúng có thể chỉ là lời nói gió bay, không thực sự mang lại kết quả như mong đợi. Lời khuyên cho tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này là hãy thận trọng trong mọi quyết định, học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù có khó khăn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn kiên trì biết điều chỉnh bản thân, thời điểm này sẽ mang lại những bài học quý giá,
giúp bạn trưởng thành hơn. Về sức khỏe, đây cũng là một lĩnh vực khiến bạn phải bận tâm, không chỉ bản thân bạn mà sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ, có thể gặp vấn đề khiến bạn phải tiêu tốn thời gian và tiền bạc để chăm lo. Sự lo lắng cho người thân cộng với áp lực công việc sẽ khiến bạn dễ mệt mỏi và kiệt sức hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mở ra một giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ. Những áp lực từ công việc có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí mất phương hướng trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Thay vì giữ vững trách nhiệm và hoàn thiện những gì mình đã bắt đầu, bạn dễ rơi vào trạng thái mất tập trung, bị lôi cuốn bởi những dự án mới mà bỏ qua công việc hiện tại. Tính cách cả thèm chóng chán khiến bạn muốn thử sức ở những dự án mang tính mới mẻ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn để đi đến đích cuối cùng. Trong thời điểm này, nếu bản mệnh không biết nhìn nhận những sai lầm của bản thân và rút ra bài học từ đó, bạn sẽ khó có cơ hội được cấp trên đánh giá cao. Tinh thần làm việc mờ nhạt, thiếu sự cam kết dài lâu khiến người tuổi Ất Tỵ có thể mất đi những cơ hội thăng tiến quan trọng hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Đây chính là thời điểm để bạn học cách nhìn nhận và chấp nhận khuyết điểm của mình, đồng thời điều chỉnh thái độ làm việc để không rơi vào dòng xoáy của sự thất bại. Dù tinh thần cạnh tranh trong công việc có thể thúc đẩy bạn đạt được những thành công nhất định, nhưng nếu để sự hiếu thắng chi phối quá mức, bạn có nguy cơ tự tạo ra mâu thuẫn với những người xung quanh. Cạnh tranh là cần thiết để khẳng định bản thân, nhưng cần đi đôi với sự khiêm nhường và nhã nhặn. Nếu bạn tỏ ra quá ngạo mạn hoặc coi thường người khác, sự nghiệp sẽ khó có thể phát triển bền vững. Vì vậy, hãy giữ cho mình một thái độ đúng mực, tôn trọng người khác và biết lắng nghe những góp ý xung quanh. Trong môi trường công việc, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc bạn có thể làm được bao nhiêu, mà còn là cách bạn giao tiếp và phối hợp với mọi người. Thời điểm này, tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý trong giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng có. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bị thổi phồng thành xung đột nếu bạn không khéo léo trong cách xử lý tình huống. Nếu có thể, hãy giúp đỡ những đồng nghiệp xung quanh trong khả năng của mình. Điều này không chỉ giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong tương lai. Người tuổi Ất Tỵ vốn được đánh giá cao về sự đa tài và tháo giác. Bạn có thể thành thạo trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý sáng tạo cho đến kỹ thuật. Tuy nhiên, đừng quá tự phụ và tự tin thái quá về khả năng của mình. Thông minh là một phẩm chất quý giá, nhưng để đạt được thành công và hạnh phúc bền vững, điều đó chưa bao giờ là đủ. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi và không phải ai thông minh cũng giàu có hay hạnh phúc. Quan trọng là bạn cần biết giữ vững sự khiêm tốn, học cách lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tháng 10 âm lịch này chính là cơ hội để bạn trưởng thành, để nhận ra rằng sự nghiệp không chỉ là đích đến mà còn là quá trình học hỏi và hoàn thiện. Chỉ cần bạn biết giữ cho mình một tinh thần cởi mở, khiêm nhường và kiên nhẫn, những khó khăn trước mắt sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội mới đang chờ đợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này có vẻ không mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho người tuổi Ất Tỵ, với sự xuất hiện của sao Nhất Bạch tại cung chính Đông, báo hiệu một thời điểm này đầy thử thách về mặt tài chính. Dù bạn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, nhưng việc giữ lại được số tiền ấy lại là điều rất khó khăn. Những trách nhiệm gia đình và xã hội cùng với việc phải hỗ trợ những người xung quanh khiến túi tiền của bạn nhanh chóng hao hụt. Sự gánh nặng này đôi khi không phải là điều bạn có thể tránh, nhưng việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định trong chi tiêu. Trong thời điểm này, tình hình tài chính của bạn không mấy khởi sắc, đặc biệt là với những ai từng có ý định gian dối hoặc không trung thực trong làm ăn. Nhân quả sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết và bạn có thể phải trả giá bằng việc mất đi niềm tin từ đối tác. Hậu quả của sự thiếu trung thực trong công việc sẽ là sự sụt giảm các hợp đồng và đơn đặt hàng, khiến doanh thu giảm sút đáng kể. Điều này là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho bạn trong kinh doanh. Chữ tín và sự minh bạch luôn là yếu tố then chốt để xây dựng thành công bền vững. Thay vì oán trách vận may không mỉm cười với mình, hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ thực tế hơn. Đừng tiếp tục tự hỏi tại sao mãi mình vẫn nghèo, mà hãy bắt đầu hành động từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Có lẽ bạn cần một khởi đầu khiêm tốn, nhưng nếu bạn biết cách kiên trì, phát triển từ những khoản thu nhập nhỏ, tài lộc sẽ từ từ tăng trưởng theo thời gian. Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập mục tiêu tài chính cụ thể và lên kế hoạch từng bước để đạt được những mục tiêu đó. Dù quá trình này có thể chậm chạp nhưng nó sẽ đưa bạn đến sự ổn định về tài chính trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự giàu có không chỉ phụ thuộc vào sự lao động chân tay, mà còn cần đến sự khôn ngoan và sáng suốt. Người tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này cần phải nhận thức rõ rằng, nếu chỉ chăm chăm làm việc bằng sức lực mà không vận dụng trí óc, bạn chỉ đã biến mình thành công cụ trong tay người khác. Để thực sự tạo ra giá trị lớn, bạn cần biết cách dùng đầu óc để kiếm tiền, tìm ra những cơ hội sáng tạo và khác biệt, thay vì chỉ chạy theo lối mòn cũ kỹ. Một bài học lớn mà bạn sẽ nhận ra trong thời điểm này là việc lựa chọn đúng đắn sẽ quyết định vận mệnh tài lộc của mình. Sự lựa chọn sáng suốt chiến lược không chỉ giúp bạn tránh xa những rủi ro không đáng có, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tài lộc dồi dào hơn. Nếu bạn không biết lựa chọn con đường đúng, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối, mất phương hướng và dần dần tài lộc cũng sẽ chệch ra khỏi tầm tay. Hãy cẩn thận xem xét từng quyết định trong công việc và tài chính của mình, vì đôi khi những lựa chọn nhỏ bé lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian mà người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Những biến đổi thời tiết đột ngột từ nóng sang lạnh khiến cơ thể bạn dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi hệ miễn dịch đang có dấu hiệu suy giảm, bạn có thể sẽ thường xuyên bị cảm lạnh, nhức mỏi hay các triệu chứng ốm vặt khác. Để hạn chế tình trạng này, việc thay đổi thói quen ăn uống là điều rất cần thiết. Ưu tiên các món ăn và đồ uống ấm sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe ổn định hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp. Hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống lạnh và tăng cường bổ sung các loại rau củ quả tươi theo mùa, vừa giàu chất dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Sức khỏe không chỉ đến từ việc ăn uống mà còn từ lối sống hàng ngày của bạn trong thời điểm này. Sự xuất hiện của song Nguyệt Mã nhắc nhở rằng bạn cần phải đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển, sau này mang theo những điểm báo không ấy thuận lợi liên quan đến tai nạn bất ngờ, đặc biệt là ở các chi như tay và chân. Bạn cần tập trung khi tham gia giao thông, không vội vã hoặc lơ là, dù đó chỉ là những chuyến đi ngắn. Việc thận trọng từng bước đi không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn tránh được những sự cố không đáng có, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Ngoài ra, một thói quen nhỏ nhưng vô cùng hữu ích mà bạn nên duy trì trong thời điểm này là giấc ngủ trưa sau nửa ngày làm việc căng thẳng. Một giấc ngủ trưa ngắn không chỉ giúp cơ thể bạn tái tạo năng lượng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngủ trưa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đồng thời mang lại sự tập trung và sáng suốt cho phần còn lại của ngày. Nếu công việc bận rộn khiến bạn khó có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, hãy cố gắng thu xếp để có ít nhất 15 đến 30 phút thư giãn, thả lỏng đầu óc. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng sức khỏe là vốn quý nhất, dù có bận rộn đến đâu, bạn vẫn cần dành thời gian chăm sóc bản thân và không bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của cơ thể. Một cuộc sống lành mạnh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi cho đến sự cẩn trọng trong từng hành động. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch người tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong chuyện tình cảm khi hai người đã trải qua một quãng thời gian dài bên nhau. Mối quan hệ không tránh khỏi những sóng gió, những bất đồng nhỏ dần tích tụ và nếu không biết cách xử lý khéo léo, chúng sẽ trở thành những vết rạn nứt khó hàn gắn. Đây là thời điểm nhạy cảm khi tứ hành xung xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng những lời nói vô tình tưởng chừng như vô hại lại có thể trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ đổ vỡ. Một lời nói lỡ lời có thể gây ra tổn thương sâu sắc, đặc biệt là khi cả hai đang trải qua những giai đoạn căng thẳng. Đừng để những giây phút giận hờn làm mất đi sự gắn kết đã có. Chiến tranh lạnh không phải là giải pháp mà ngược lại, nó chỉ khiến hai người ngày càng xa cách hơn. Trong tình yêu, việc giao tiếp cởi mở, chia sẻ chân thành là chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết mọi hiểu lầm, thay vì giữ im lặng và nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực. Hãy chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình một cách tích cực. Bạn không cần phải đồng ý với đối phương trong mọi vấn đề,
nhưng sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Đây cũng là lúc để bạn nhìn lại bản thân, điều chỉnh cách cư xử, tránh làm đối phương tổn thương thêm. Một yếu tố quan trọng nữa trong tình cảm là sự linh hoạt trong ứng xử. Hãy nhìn nhận thái độ của người bạn đời, không chỉ từ những gì họ nói mà còn từ cảm xúc và hành động của họ. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống và có lẽ đối phương đang trải qua một giai đoạn mệt mỏi mà bạn chưa kịp nhận ra. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu và đồng cảm. Đừng quên rằng, mối quan hệ không chỉ dựa trên một người mà là sự hợp tác từ cả hai phía. Nếu một mâu thuẫn nào đó xuất hiện, không chỉ đối phương mà bản thân bạn cũng nên xem lại mình. Đôi khi chúng ta vô tình trở thành nguyên nhân chính của những rạn nứt mà không hề hay biết. Vì vậy trong thời điểm này, hãy chú ý đến từng hành động nhỏ của mình. Một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ quan tâm đúng lúc có thể hàn gắn lại những vết thương lòng và mang đến sự ấm áp cho mối quan hệ. Tình yêu không chỉ là những lời nói hoa mỹ, mà chính là sự hiện diện của bạn bên cạnh người ấy trong những lúc khó khăn nhất. Đây là thời điểm để bạn thể hiện tình cảm một cách tinh tế hơn để tình yêu không chỉ tồn tại mà còn nở rộ, bền vững qua mọi thử thách của cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch này đánh dấu khởi đầu với nhiều biến chuyển đáng chú ý trong cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn có thể cảm nhận được một chút căng thẳng trong công việc, áp lực từ những nhiệm vụ tồn đọng hoặc những kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn khó có thể tập trung hết mình. Sao Thiên Hung xuất hiện ám chỉ sự rối rắm, lộn xộn trong tư duy và kế hoạch làm việc. Tuy nhiên đừng vội nản lòng, đây cũng là lúc để bạn học cách kiểm soát cảm xúc, phân tích rõ ràng vấn đề và từng bước giải quyết từng nhiệm vụ một. Sự kiên nhẫn sẽ mang lại thành công trong tuần này. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có vẻ như đang gặp phải một chút trục trặc nhỏ. Có thể là do bạn đang quá bận rộn với công việc hoặc những lo toan khác mà quên đi sự quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương. Điều này khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt. Tuy nhiên, không gì là không thể cải thiện. Sao Hồng Loan trong tuần này gợi mở cơ hội để bạn hâm nóng lại tình yêu. Những cử chỉ, quan tâm nhỏ, một cuộc trò chuyện chân thành hoặc một bữa tối lãng mạn sẽ giúp hai bạn gắn kết hơn. Tài chính trong tuần này có dấu hiệu bình ổn, nhưng bạn vẫn cần lưu ý đến việc quản lý tiền bạc. Đại hao ảnh hưởng báo hiệu rằng có thể bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những sự kiện bất ngờ như đám cưới, đám hỏi hoặc các dịp gặp mặt gia đình, bạn bè. Hãy chú ý cân đối tài chính, tránh để rơi vào tình trạng dung tay quá tráng. Sức khỏe tuần này cũng đáng để quan tâm. Do thời tiết thay đổi, bạn dễ gặp phải các triệu chứng cảm lạnh, đau đầu hoặc mệt mỏi. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tức từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ hai của tháng 10 âm lịch đánh dấu một sự khởi sắc nhẹ trong sự nghiệp của bạn. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn sau tuần đầu đầy căng thẳng. Nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ. Sao Tử Vi và sao Long Chỉ cùng chiếu mệnh mang lại sự thông minh, sắc sảo trong các quyết định quan trọng. Đây là lúc bạn có thể nghĩ đến việc bắt đầu những dự án mới hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển công việc theo một hướng đi mới mẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, nếu như tuần trước có chút lạnh nhạt, thì tuần này lại là cơ hội để bạn và người ấy hàn gắn. Các sao tình duyên như thiên hình chiếu sáng, mang lại sự ấm áp và tình cảm chân thành. Đừng ngại bày tỏ cảm xúc của mình và hãy chủ động giải quyết những bất ổn. Gờ nếu có sự thấu hiểu và lắng nghe, đây sẽ là chìa khóa để mối quan hệ của bạn thêm phần bền vững. Tài lộc trong tuần thứ hai cũng không có quá nhiều biến động. Bạn sẽ cần tiếp tục chú ý đến việc chi tiêu hợp lý, đặc biệt là tránh xa những quyết định đầu tư hoặc chi tiêu không cần thiết. Đây chưa phải là thời điểm tốt để mạo hiểm trong tài chính. Hãy chờ đợi thời cơ phù hợp hơn trong những tuần sau. Sức khỏe trong tuần này có thể có chút cải thiện nếu bạn biết cách tự chăm sóc bản thân. Đừng quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng và đảm bảo giấc ngủ đủ. Tránh làm việc quá sức để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và cơ thể dẻo dai.
Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong nhiều mặt của cuộc sống, sao thiên đức và sao phúc đức cùng chiếu mệnh, mang lại nhiều may mắn và phúc khí cho bạn trong tuần này. Công việc bắt đầu có những tiến triển rõ rệt, bạn nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, giúp công việc tiến hành trôi chảy hơn. Nếu có cơ hội học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng, đừng ngại thử sức. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn phát triển bản thân và nâng cao khả năng chuyên môn. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa, cả hai đều cảm nhận được sự gắn bó, hiểu nhau hơn sau những khó khăn trước đó. Sao đào hoa xuất hiện mang lại nhiều cơ hội lãng mạn cho những ai đang độc thân, đừng ngại mở lòng và tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu. Còn với những cặp đôi, đây là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Về mặt tài chính, tuy không có nhiều biến động lớn, nhưng tuần này bạn nên chú ý đến việc chi tiêu cho bản thân. Bạn có thể dành chút tiền để mua sắm hoặc chăm sóc bản thân, giúp nâng cao tinh thần và tạo thêm động lực trong công việc. Tuy nhiên, đừng quên rằng quản lý tài chính một cách thông minh vẫn là yếu tố quan trọng. Sức khỏe tuần này khá ổn định, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Hãy duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, bổ sung thêm vitamin và dưỡng chất cần thiết để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng cho người tuổi Ất Tỵ. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực của bạn trong suốt tháng đều sẽ được đền đáp. Công việc của bạn đạt được những kết quả tích cực nhờ sự kiên trì và cố gắng không ngừng. Sao Thái Dương chiếu mệnh mang đến ánh sáng và sự thành công cho những ai luôn nỗ lực. Bạn có thể nhận được lời khen từ cấp trên hoặc thậm chí là những cơ hội thăng tiến bất ngờ. Hãy tự tin và tiếp tục phát huy năng lực của mình. Tình cảm của bạn trong tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Nếu bạn đã trải qua một giai đoạn khó khăn với người yêu, thì tuần này sẽ là lúc cả hai tìm lại sự cân bằng và hòa hợp. Sao Thiên Đồng xuất hiện báo hiệu một giai đoạn yên bình, êm ấm trong mối quan hệ. Với những ai còn độc thân, đây có thể là lúc bạn gặp được người khiến trái tim rung động. Tài chính tuần cuối có phần khởi sắc, những khoản thu nhập phụ có thể đến từ những công việc làm thêm hoặc từ những dự án nhỏ mà bạn đã đầu tư trước đó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi đưa ra các quyết định chi tiêu lớn, đừng để cảm xúc chi phối mà dung tay quá tráng, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Sức khỏe trong tuần này cần được quan tâm, đặc biệt nhất là với những người có thói quen làm việc quá sức. Hãy đảm bảo rằng bạn không để bản thân rơi vào tình trạng kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. Nghỉ ngơi, thư giãn và dành thời gian cho gia đình sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác và làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, về tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả. Họ chỉ có vấn đề khi tuổi Ất Tỵ muốn đảo ngược vị trí đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Ất Tỵ rất nhanh chán với những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Ất Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Tý, còn tuổi Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Ất Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Sửu. Hợp tác rất khó có được thành công vì quan điểm của hai bên thường trái ngược nhau. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Ất Tỵ, ở chỗ tuổi Ất Tỵ thường nhanh chóng và khá trực sắc khi đưa ra quyết định. Tuổi Ất Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dần. Hợp tác không ăn ý vì hai bên không đồng nhất, quan điểm đôi lúc còn xảy ra xung đột,
tuổi Ất Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mão có thể hợp tác với nhau nếu cả hai bên cố gắng hiểu và hành động ăn khớp với nhau, thì hợp tác kinh doanh sẽ có thành công. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Còn tuổi Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thìn có thể hợp tác với nhau, tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần nhận phần việc cho mình nhiều hơn để duy trì mối quan hệ hợp tác. Tuổi Ất Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Ất Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tỵ khó hợp tác với nhau, họ có chung kế sách nhưng lại không phối hợp hành động được. Tuổi Ất Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác. Bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Ất Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành sự trung tâm của sự chú ý. Do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Ngọ hợp tác tốt nhất, người tuổi Ất Tỵ giỏi suy nghĩ nên đưa ra được những kế sách mang tính xây dựng. Người tuổi Ngọ lại chịu khó nên hoàn thành tốt được kế hoạch đặt ra. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Ngọ sẽ thấy tuổi Ất Tỵ có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Ất Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Ngọ. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mùi có thể hợp tác kinh doanh, người tuổi Ất Tỵ linh hoạt trong việc nhận biết thái độ, dụng ý của đối tác. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cần đặt sự nghiệp lên hàng đầu và cố gắng giảm bớt những sai sót trong công việc. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, tuổi Ất Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và tuổi Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Ất Tỵ sẽ ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo. Bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi cùng làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thân hợp tác không ăn ý, người tuổi Thân thường quá lanh lợi khiến người tuổi Ất Tỵ cảm thấy không an toàn khi là đối tác làm ăn. Hai con giáp này có thể cùng hợp tác và cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh để tránh những mâu thuẫn. Những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm, tuổi Ất Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Ất Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của tuổi Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, tuổi Ất Tỵ làm việc nhiều hơn tuổi Thân. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dậu hợp tác khó thành công, tuy hai bên đều giao tiếp tốt nhưng nhiều khi mọi việc vẫn diễn ra không suôn sẻ chỉ vì phát ngôn không đúng lúc. Khi tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Ất Tỵ hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tuất có thể hợp tác, tuy nhiên, hai bên không nên quá kỳ vọng vào mối quan hệ này, đôi lúc họ gặp phải bất chắc trong kinh doanh. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tuất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Tuất là tuổi Ất Tỵ rất thông minh. Tuổi Ất Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Ất Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh.
Hơn thế nữa, tuổi Ất Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền, do đó chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó, tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Hợi có thể hợp tác, song người tuổi Ất Tỵ không nên đưa ra quá nhiều ý tưởng gây bất lợi cho người tuổi Hợi. Nếu tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Ất Tỵ thông minh và nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Tỵ sinh 1965, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp. Ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Ất Tỵ vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất vượng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc, ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo.
Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe, ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp, ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc, tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo, ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe, sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp, đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc, ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo, ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe, trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Ất Tỵ sinh 1965 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác tuổi Ất Tỵ còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác đang quản lý các dự án thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi. Cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn,
bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đã nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý. Đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu. Do đó những cô bác tuổi Ất Tỵ còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng, dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý, những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Ất Tỵ cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác tuổi Ất Tỵ vẫn đang làm việc thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo,
Ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng. Dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Ất Tỵ cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Ất Tỵ cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó, cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ,
nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.